Xin chào anh em đã trở lại với Hacom. Hôm nay thì mình có ở đây đó chính là một PC chỉ khoảng tầm 16 triệu mà thôi, rất là hợp lý cho những anh em nào mới lên đại học. Nhưng một điểm đặc biệt của video này đó chính là mình sẽ không build bộ PC này, mà mình chỉ đứng ngoài để nhìn thôi. Mà người build bộ PC sẽ là một học sinh mới của Hacom, đó chính là MC Thu Phương. Xin chào mọi người, em chào thầy Hoàng ạ. Vâng, và hôm nay hy vọng là thầy Hoàng sẽ hướng dẫn một học sinh mới là mình build một bộ PC 16 triệu dành cho các bạn là sinh viên hoặc là những bạn văn phòng đúng không? Đúng rồi. Có nhu cầu mà vừa túi tiền như thế này. Và đây cũng là lần đầu tiên mình build PC và hy vọng các bạn nữ xem xong video này có thể có một chút gì đó nâng cao cái khả năng công nghệ của mình mà không cần phụ thuộc vào các anh trai nữa nhá. Bây giờ ta hãy cùng bắt đầu build bộ PC này nhá. Thế thì bây giờ em muốn hỏi chị một câu, đó chính là chị đã từng xem một cái video build PC của bên mình chưa nhỉ? Chị đã xem khá khá những video build PC của Hacom. Rồi. Nhưng mà chị không biết build đâu, em đừng có hỏi. Chị chắc chắn là chị không biết build của mình. Thế chị có phân biệt được những cái đồ ở đây không? Chị có nhìn được và chị có gọi là đoán được nó là gì không? Đây chẳng hạn cái này đi. Cái này chị có gì? Cái này là cạc màn hình đúng không? Đúng rồi. Chúng ta sẽ có đây là cạc màn hình Asus TUF GTX 1650. Đó, thế đây là gì? Đó, chị có biết không? Đây là một linh kiện đến từ hãng Asus các bạn ạ. Còn lại nó là gì thì mình cũng không rõ lắm. Rồi, vâng, đây là Asus mainboard Asus Prime H510E. Main là cái để mình cắm mọi đúng thứ rồi. Vào. Cắm đây và okay. Đây cắm thứ này vào. Đây chị biết đây là gì không? Đây biết, đây là CPU đúng không? CPU. Đây chị có thể nói cho người xem đây là CPU gì được không ạ? Đây là CPU đến từ Intel các bạn ạ và đó là i3 đúng không? i3 đầu 10. i3 10105F. 10105F, đó vâng, đúng rồi. Và đây là gì nữa? It's weird. Nặng đấy. Mình thấy ở đây có cái gì để nhận biết không nhỉ? Không em ạ, chị không biết cái này. Mình không biết cái này. Đây là cục nguồn chị ạ. Đây là cục nguồn đến từ FSP. Đó, một cục nguồn 550W. Cũng tương đối là ổn cho cái bộ PC này. Rồi, và chúng ta sẽ còn có đây là những thứ khác. Đây, ví dụ như là đây là ổ cứng SSD này. Mình sẽ dùng ổ cứng SSD cho nhanh chóng này. Con này và bao nhiêu, dung lượng bao nhiêu anh? Đây là 240GB ạ. 240GB. Đó, và sẽ có hai thanh RAM 8GB nữa. Của bộ PC 2021 rồi mà, phải có 16GB RAM chứ đúng không ạ? Cái này là chạy 1 kênh à? Hay là 2 kênh? Đùa channel 2 kênh. Cũng xịn. Và sẽ có một cái, tại vì đây là mainboard, chị thấy chữ M không? Đây là H510M. Đây là mainboard MATX. Đó, và nó sẽ phù hợp với cái vỏ cây MATX này của chúng ta. Chúng ta cùng bắt đầu build nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết học đầu tiên. Đó là tiết học build PC 16 triệu đến từ giáo viên Việt Hoàng. Đây, nhân vật chính đầu tiên mà chúng ta sẽ được khui. Đó chính là em main đến từ Asus. Vâng, đây là Prime H510E. Và cái mainboard này thì cũng rất là rẻ. Đó, một trong những mainboard rẻ nhất trong thị trường hiện tại. Nhưng mà điều đó không có nghĩa. Nó khoảng tầm 1.8 triệu. 1.8 triệu trong cái main. Đây, đây chính là main của chúng ta. Nhưng mà rẻ em, không em, nghĩ em gỡ đi, nhỡ làm sao. Nghĩ rằng là tiếp tục mình sẽ lắp cái gì nhỉ? Lắp gì đầu tiên vào cái main này á? Vâng. Chị nghĩ chắc là CPU đúng không? Không, đúng rồi ạ. Rồi, chúng ta sẽ có ở đây là chính là CPU i3-10105F. Đây là một CPU 4x8 luộc. Okay. Nhưng mà thì chị sẽ lắp CPU ở đâu nhỉ? Chị thử thể dự đoán không? Chắc là cái chỗ vuông vuông ở đây đúng không? Sao vâng, nhất đây. Đây là socket của CPU. Socket và à? Để mở lên thì chị sẽ sờ cái cần này. Đây, chị ấn ấy, ấn cần, ấn cái cần này xuống. Ấn xuống á? Vâng, ấn xuống. Đấy, chị thấy không? Xong chị gạt hạt sang bên. Đây hả? Kéo sang hả? Vâng, kéo sang. Sợ ấn xuống kéo sang. Mình chỉ sợ gãy một cái chân nào đấy thôi. Ấn xuống kéo sang. Cứ mạnh tay vào chị ơi. Rồi, đúng rồi. Xong chị lật lên. Chưa sang được em ạ? Chưa sang được á? À, đây rồi. Lật hẳn lên chị ơi. Mình nhìn thấy cái nút cái chữ remove đây, mình tưởng là mở ở đấy cơ. Rồi, okay. Đấy, dạ vâng, chân socket đã mở rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải đặt CPU vào. Đây là một trong những bước tương đối là nguy hiểm với một người lần đầu tiên build PC. Tại sao nó lại ở ngay đầu tiên nhỉ? Tại vì đây, cái chân socket này có cả, đây ta đang làm 1200 cái chân nhỏ này. Mà chỉ cần gãy một chân đấy, mà đấy mà là chân quan trọng nhá. CPU chị, nền bộ chị có thể bay màu nữa. Rồi, và bây giờ Intel thì đặt vào dễ dàng hơn. Đây, để chị cầm đi. Chị cầm đi. Đầu tiên nhá, có hai cách để dự đoán đúng không? Xác định cái chiều của nó. Xác định cái chiều đúng rồi. Đầu tiên nó sẽ dựa vào cái đây, cái chân này. Chị có thấy cái tam giác đều không? Đó. Và sẽ có một cái tam giác vàng tương tự ở đây. Đấy. Thế là chị có thể hiểu chiều của nó rồi đấy. Đây là chiều như này đúng không? Vâng, okay. Đúng rồi. Đấy, cứ thế đặt vào xuống. Chị đặt đúng một góc 90 độ đặt thả xuống. Không có mọi người ơi. Không. Đúng không?
cao hơn mình. Rồi rồi, không phải cao lên là tiến lên một chút thôi. Để sát sát xuống. Rồi, sát sát xuống đi. Lên 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 lên. Rồi, rồi rồi, thả xuống. Rồi. Ok. Nhẹ hết cả lòng. Rồi, được rồi đó. Chuẩn ông thầy. Bây giờ tiếp theo sẽ là lại đẩn cái cần xuống. Dùng toàn lực đi. Đo lắng quá các bạn ạ. Ui, chị toàn lực, cứ toàn lực đi. Em chắc chứ. Rồi, ok. Rồi cái này sẽ bật ra. Vậy à? Vâng, đấy cái tấm tre sẽ bật ra. Và để bảo hành thì chúng ta cần phải có tấm tre này, cho nên chúng ta phải cất nó đi. Rồi, ok. Tiếp theo sẽ là gì? Chị dự đoán đi, tiếp theo sẽ là gì? Thực ra là cái đoán này là mình sẽ phụ thuộc vào cái tầm hiểu biết của mình là những cái gì sẽ lắp trên con main này. Mình đoán là sẽ là RAM. RAM, đúng vâng, RAM. Bây giờ sẽ có hai thanh, rồi. Đúng rồi. Hai thanh. Hai thanh RAM, đây là hai thanh RAM 8GB. Vâng. Để lắp RAM đúng không? Chúng ta sẽ cần mở hai cái lẫy ở hai bên ra, nhưng mà tại vì cái mainboard này chỉ có một bên lẫy thôi nên cho cứ mở ra. Và bây giờ chị cứ đặt thanh RAM vào. Đặt theo chiều này đúng không? Đây chị cứ đặt thử đi. Làm sao phân biệt được cái đầu nào nó thuộc bên nào ấy? Chị thấy không? À cái đó phải cái này đúng rồi, chung ạ. Thì mình phải ướm cái thanh RAM đầu tiên xong mới lắp vào. Ở giữa này nó có một cái gọi là khe trống để chúng ta có thể căn được là chiều bên nào đúng với cả thanh RAM này. Rồi. Bây giờ thì dùng nó hơi lệch em ạ. Không sao, không sao. Chị dùng hai cái ngón để chị đẩn xuống, xong chị cầm này, chị lấy hai cái ngón này chị đẩn xuống như này. Nó bị lệch ý. Không, không lệch, không lệch. Em chắc chứ? Đúng rồi, chắc chắn rồi chị ạ. Chị cứ đấm rất mạnh à, đấm rất mạnh à. Em có thể giúp chị cái đoạn này không? Ô, sao là mình kiểu đây, làm chân yếu tay mềm quen rồi, không làm được những cái việc như này ấy. Đây, cho chị làm tiếp một thành cái này. Hy vọng là lần hai chị, sẽ... Chị tự ướm, chị tự lắp nhé. Ok, ok. Đây, mình sẽ ướm nó. Hay là mình dùng một cái tip gì đấy là mình có thể soi hai cái mặt này. Chắc là đúng. Đây, các bạn ướm vào hai cái đầu như thế này. Ok, ok. Có vẻ cái này dễ dàng hơn đấy. Cái đến đoạn vào là khó nhỉ? Không ấn được em ạ. Ủa, tại sao? Tại sao em lại ấn dễ dàng nhỉ? Cảnh rồi, quá. Ok. Bây giờ thì chúng ta đã xong là CPU này, đã xong RAM này. Chị có cảm giác là khi mà chị nhìn các bộ PC, chị có thấy cái gì thiếu thiếu đấy không? What the hell? Thiếu thiếu đấy. Ý là cái gì? Đang thiếu cái gì đó ở đây. Gợi ý. Một cái gì đó để cho cái CPU này có thể chạy một cách không bị nóng. Không bị nóng à? Thế chắc là tản nhiệt đúng không? Vâng, đúng rồi, tản nhiệt. Quạt tản nhiệt. Vâng, okay. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là tản nhiệt khí. Đây là John Van Bo CR1200. Tản nhiệt khí. Vâng, tản nhiệt khí. Cái tản nhiệt đầu tiên nó là rẻ thôi. Nên là có thể sử dụng với cái CPU này. Nó sẽ CPU i5 được. Để xem chị xem hướng dẫn nó có cần phải theo chiều gì không hả thầy ơi? Nó thực ra thì chỉ cần là không quá ít và không quá nhiều được. Ấn xuống như này là nó sẽ xuống. Ấn xuống, vâng. Chị để giải một đường ở đây. Đây đúng không? À, chúng ta sẽ có. Wow. Wow, rất là đẹp, đúng không? Cái bọn Master Gel này. Ôi, chết rồi. Nhiều quá, nhiều quá. Giấy, giấy, giấy. À, thế ạ, không cần phải giấy lắm. Mình cứ lấy cái này mình tản ra được. Mình tản được lại. Hơi bị da một chút. Dán chắc kinh khủng. Vâng, chắc để bảo vệ mà. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp thêm chiều. Bây giờ lắp vào. Nhưng mà chị thấy là nó không có gì để lắp đúng không? Nó dọa sao mà đẻ ra cái này. Chân đế à? Cái chân đế, vâng, đúng rồi. Đây, mình sẽ để như thế này. Ơi, như chị thấy đây có cái chỗ thì như kiểu là đúng rồi, cái lỗ ốc. Lỗ để đặt ốc. Nó có những cái đường như này để chúng ta cố định vào hai cái thanh. Ok, đã xong. Rồi bây giờ chị sẽ đặt vào đúng cái bốn cái ốc đi, một cái lỗ đi. Rồi. Ok. Chén đầy đủ bốn cái vào chân vào chưa? Chân okay. Chắc chắn chưa? Ồ. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rồi. Tiếp theo nó sẽ là bốn cái này. Đấy, theo như hướng dẫn đúng không? 1, 2, 3, 4, đấy, lắp vào. Cái này thì chị không cần dùng vít hay là gì à? Vâng, nó chỉ sử dụng lực thôi. Nó giống như kiểu là... Là chúng ta chỉ cần ấn xuống à? Vâng. Uầy, tại sao cái đấy có nhiều cái phải ấn đấy, trong khi mình không, có vẻ mình không giỏi cái bộ môn ấn lắm các bạn ạ. À, cái này có vẻ dễ hơn. Cái tiếp theo sẽ là cái cuối cùng, chính là cái quạt của chúng ta. Cái này có cái dây này là chúng ta phải... Dây này là dây quạt. Đó. Cắm vào đâu? Dây quạt thì nó sẽ cắm vào. Lắp xong rồi mình mới cắm à? Vâng, lắp xong rồi mình sẽ cắm, cho okay. Em sẽ chỉ chỗ cắm cho chị. Rồi, bây giờ chị hãy để vào đi. Bây giờ có cái gì để căn để bên dưới là hạ cho chuẩn không em? Chị sẽ sử dụng những cái nấc như này, tại vì nó sẽ là cài những cái nấc vào mà. À, ok. Đấy, mọi người lưu ý nhá. Chúng ta sẽ dùng cái nấc này để chúng ta căn. Lắp như này được rồi đúng không? Vâng. Xong rồi chị sẽ
chị sẽ dùng lực của hai ngón tay của chị ẩn đều hai bên nhé, không phải ẩn đều, ẩn một bên đâu, ẩn một bên nó sẽ đập một bên còn lại lên. Rồi, bây giờ chúng ta ẩn xuống. Ẩn xuống đúng rồi. À đấy, đâu đâu xong rồi, để điểm giữ chị thẳng được nha. Ok. Đây, bên kia, thôi được rồi, bên kia còn lại thôi. Ủa nó trơn cực bởi vì nó có cái keo. Nó đang có keo. Được chưa? Anh nghe tiếng tạch rồi. Tạch bên còn lại thôi. Ui, ui. Anh chị ơi, sắp được rồi. Ui, được rồi chị ơi, hợp lý. Rồi. Nhẹ nhõm. Rồi, chị có thể kiểm tra đúng không? Đấy, xoay xoay lắc lắc. Hợp lý đúng không? Chị thấy rất là cứng chắc đúng không? Rồi. Bây giờ sẽ là lắp cái yếu tố cuối cùng của cái này kiểu mình nghĩ là phải dành cho các bạn là bạo tay một chút đấy. Chúng ta cứ sợ nó. Đúng rồi, nó hơi sợ nếu mà chị sợ nó gãy thì kiểu không thể lắp xuống được. Đúng rồi. Khi mà chị lắp vị trí chị phải làm dứt khoát nhưng mà không có nghĩa là chị phải quá mạnh tay. Đó, vừa đủ vừa phải. Nhưng mà không có nghĩa là dợ dén là chị không làm được gì đâu. Đúng, nãy giờ lắp được cái này là cái đầu tiên. Rồi, tiếp theo nó sẽ là tại sao làm sao để cho nó có thể gọi là hoạt động đúng không? Chúng ta sẽ cần phải có đó chính là nguồn của quạt. Chúng ta sẽ có đây, chị đọc được không? Ủa, đâu vậy? À đây, ok. Fan. Đó, okay. Và chị sẽ cắn cái này vào. Đây, để mình sẽ căn cái chiều của nó ấy. Cái này có vẻ có phải là cái thanh nhỏ này nó sẽ đi qua. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thế. Xong, bây giờ chúng ta đã xong, đó chính là nào, CPU này, RAM này, tản nhiệt này, đúng không? Bây giờ mình sẽ cất gọn vào thứ đi cho nó gọn gàng cái bàn này. Đây, để vậy. Nãy giờ là chúng ta mới chỉ lắp được có 3 thành phần thôi các bạn ạ, mà không biết đã mất bao nhiêu thời gian rồi. Rồi, ok, có cái Sigmatic Aero. Đây là một vỏ cây kích cỡ MAT. Bây giờ thì một trong những bước đầu tiên em hay làm khi mà lắp vỏ cây để lắp một thứ vào. Tháo kính ra. Đúng rồi. Và bây giờ mình cùng tháo kính. Ô bằng tay ha. Vâng, tháo kính, tháo từng cái ốc ra thôi. Rồi, đây là kéo sang để chị có thể đặt xuống đất hoặc là trên bàn đi. Vâng, đây, nó sẽ có tổng cộng là chị có nhìn thấy Micro AT này. Micro AT là MAT của chúng ta đây. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cái mên vào. Rồi, để chị đặt mên vào đi. Đặt và đây là chị nhá, chị nhớ cái cây văn phòng của chị là cái cổng nó ở đằng nào không? Cổng gì? Cái cổng là cổng cắm này, nó ở đằng nào? Đằng sau. Đằng sau đúng không? Thì đây là chỗ nào? Đây là đằng sau. Vâng. Thế thì chị có thấy cái thiếu gì ở đây không? À, một cái gì đó màu đen đúng không? Em cầm với chị đi để chị mở hộp ra kiểm tra. Cái gì nhỉ? Hay là giống Không phải cái này. Từ đầu luôn đấy, ngay đầu luôn. À đây, một cái gì đó bằng kim loại đây. Vâng. Cái chặn mên đúng không? Đúng rồi, vâng. Đúng bởi vì bên mình đã có một cái clip TikTok là Hoàng lắp xong một cái bộ PC sau đó là quên chặn mên. Và chúng ta phải tháo ra, lắp lại từ đầu. Vâng. Cái này sẽ lắp từ bên trong. Bên trong. Vâng. Nhưng không. Mà làm nào để căn chiều? Đây là còn đúng chiều hay không là còn phải tùy vào đây nữa. Đấy. Nếu mà cái mên nó xuống như này thì những cái cổng nào nó sẽ hướng nào chị phải lắp đúng như thế. Em cầm đi cho chị. Hình như đúng rồi. Đúng không? Rồi, đấy. Chiều này đúng rồi đúng không? Vâng. Nó có cái gì để giữ không vậy? Nó sẽ sử dụng lực. Oh, không, nó không như thế này đâu. Nếu mà chị nhá, chị này. Ý đâu? Nó phải ẩn vào xong rồi chị ạ. Ẩn vào đâu? Đấy, nó như này đúng không? Rồi, xong rồi chị đẩn vào, chị đẩn mạnh vào. Thôi, bây giờ chị cho lắp mên vào. Ok chưa? Ok rồi chị ạ. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ... Đặt vào. Đây, đặt, cứ thế đặt vào thôi. Đúng rồi, ở đây có mấy cái ốc thì mình sẽ phải ướm đúng không? Ướm đúng rồi chị. Chị có thể ẩn mạnh hơn nữa. Tại vì chị thấy cái chỗ này vẫn có khe hở này. Nhưng mà mấy cái này là nó ở bên ngoài luôn ạ. Mấy cái thanh này nhỏ này. Xem nào. Phải kiểm tra giúp em ấy rồi. Thế này được rồi, xong rồi bắt đầu bắt ốc vào thôi. Thì chúng ta nên bắt ở đâu rồi? Bắt em nghĩ là nên bắt ở những cái chỗ giữa. Để nó có thể cố định. Là hai cái này ấy hả? Đúng không ạ? Còn nhưng mà của chị thì còn cố định hơn luôn. Là hai cái ở trên dưới. Để chắc chắn luôn. Thực ra là có 6 cái ốc thôi thì xác suất các bạn bắt chuẩn nó vẫn cao mà. Thì các bạn cái này các bạn cứ nghe theo thần linh đó. Cứ bắt cho khi nào tổ tiên bảo dừng lại thì dừng. Đây, một cái ốc ở đây. Later. Bây giờ sẽ có những cái này, chị có thể đoán được đâu là cái gì không? Từ từ đã, sẽ lắp vào bên này đúng không anh? Không, nó sẽ lắp luôn qua đây và nó sẽ lắp vào mên. Lắp trực tiếp vào mên. Vâng. Đây. Cái này sẽ là... Chị đọc thì sẽ có những cái có đầu đọc. À, đây là USB này. USB. HD Audio là cho những cái nút đây cái này. Mic tai nghe các thứ. Đó. Cái màu xanh này chị có nhìn trông quen quen ở đây không? Cũng là USB. USB 3.0. Đó. Nó sẽ có này, chúng ta sẽ có này. Power switch này, tức là nút nguồn này. Reset switch là nút reset này. Đó. Sẽ có power led, tức là nó sẽ phát sáng cái led này này. Sẽ có một cái HDD led, đó chính là cái kiểu hoạt động ổ cứng. Nhưng mình không có ổ cứng đấy, mình chỉ có SSD thôi. Ok. Rồi, ok. Chúng ta sẽ có này. Đầu tiên là USB 3. Đây, U3.
Đây, nhìn cái đã thấy luôn, bởi vì cái kích thước của nó khá là tương đồng. Vâng. Đây. Đây, và nó có một cái, sao nhỉ, có một cái G. Đây, cái G nhỏ lên này để chúng ta cũng phân biệt được chiều. Đây, bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào cái G này để lựa chọn được chiều của em nó nhé. Lại là một bộ môn ấn. Thầy kiểm tra xem là đã vào chuẩn chưa thầy? Đã vào chuẩn rồi, okay. Đây là đúng rồi. Bây giờ chúng ta căn cứ vào cái hình dạng này để chúng ta xác định xem. Đây, cái đầu tiên là thiếu một góc. Là cái này. Nhìn nó xong rồi. Xong chưa? Xong rồi em ạ. Ồ, thì em kiểm tra nào. Cái này chưa ấn hẳn vào nha. Rồi, đã ấn hẳn vào rồi. Đây, nhìn cái chân của em. Không biết sao Asus lại đổi. Bình thường các bên khác họ sẽ để ghi là audio. Rồi, okay. Cái này là hợp lý rồi chứ ạ. Bây giờ đến một tí giờ... tỷ thứ nhỏ nhỏ. Rồi. Ô, cái này nhỏ thật sự á. Cái này rất là khó. Thực ra thì em lắp nhiều rồi và em sẽ biết nó đang gắn ở đâu. Chị đoán đấy, chị đoán, chị đoán. Đấy, mời chị. Thì chắc là nó cũng sẽ có những cái chân giống như cái bên này đúng không? Vâng, đúng ạ. Thì chắc là chỗ này à? Đúng rồi. Cụ đây. Này. Nó sẽ ghi hẳn ở đây là F panel, là front panel. Là front panel là front này, là đằng trước này. Đấy, mặt trước. Và nó sẽ có những cái hướng dẫn ở đây, ví dụ như là power led gắn ở đâu này, HDD led gắn đâu này, power switch gắn đâu. Bây giờ mời chị. Cái phần khác này xem. Đây còn xong rồi đây. Xong rồi đấy, mình xong rồi đấy, mình xong thế là mình hoàn thành công rồi đấy. Bây giờ mình không, sẽ... chúng ta vẫn còn cả với cả một nữa. Ui, nhưng cái đấy dễ lắm. Nhưng cái đấy quá đơn giản luôn. Đấy, rồi. Ok. Bây giờ thì mình gắn SSD lên thôi nhỉ. Có nhiều lắp như nào vậy? Đấy, mình sẽ lắp vào đây xong sẽ có những cái lỗ ốc ở đây. Nhưng mà chị phải để trên này. Để trên này là đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Để hàng cả đây. Như này là xong rồi đúng không? Rồi, thế là xong rồi. Đây, chúng ta sẽ lại để lại về chỗ cũ. Ok, có nghĩa là mỏng manh rồi đấy. Nhưng mà nó cũng đẹp mà. Vâng. 600.000 thì chúng ta không thể yêu cầu quá cao được. Bây giờ sẽ là... Rồi, sau khi mà mình lấy dây SATA từ trong cái hộp ra thì đây là dây SATA của chúng ta. Chị có nhìn thấy là cái dây SATA nó sẽ đầu như nào? Đầu chữ gì không? Chữ L. Vâng, đầu chữ L. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ phải gắn nối từ đây vào trong này. Gắn vào chắc chưa? Rồi, ok, chắc rồi đấy. Bây giờ mình sẽ luồn dây qua dưới chỗ này. Đấy, rồi mình đặt ra đằng trước để mình gắn. Gắn vào. Gắn. Gắn vào main. Gắn sẽ có những chỗ tương tự như vậy, chữ L tương tự như vậy. Chị sẽ thấy này. SATA 6G này, 1 này, 2, 3. Thì luôn luôn in tiên vào cái 1. Ok, đấy. Nghe tiếng tách phát là hấp dẫn rồi. Cái nguồn này là cái nặng nhất nãy giờ mình cầm vào. Nguồn sẽ đắp ở vị trí nào nhỉ? To như này, về chỉ nghĩ sẽ lắp vào đâu? Đây à? Đúng rồi ạ, đấy, sẽ lắp vào đấy. Đây, sẽ có những cái chỗ để các bạn bắt ốc này. Em đẩy đẩy lên hướng này. Đây, nó bị khuyết một ít. Thái đi, đúng rồi, chuẩn rồi. Bây giờ thì mình đã bỏ xong cái dây, mình đã tách hết tất cả những dây đây rồi. Bây giờ em sẽ chỉ ra cho chị đâu là những dây để chụp cái gì nhé. Đầu tiên đó chính là đây là dây 24 pin, trên này nó có hiệu 24 đây. Cái này là cho main board. Đó. Main board là cái mặt này. Cái main board đúng không? Tiếp theo nó sẽ là dây PCIe. Cái này là cấp nguồn cho những cái thiết bị cắm vào thanh PCIe, có thể là cả hoặc là bất kỳ thiết bị gì cả đều yêu cầu nguồn, những cái thiết bị yêu cầu nguồn. Đây là hai dây, thì đây là dây, đây là nguồn SATA. SATA là ổ cứng. Cho ổ cứng đúng rồi. Và đây là dây nguồn CPU. Đây bây giờ em sẽ cùng chỉ cho chị nhé. Xem là đâu cắn vào đâu nhá, rồi chị cắn nhá. Ok. Cái này nó cũng không phân chia là đầu bên nào trước nó đâu. Nó có đúng. Chị ạ. Có. Nó có chứ phân chia đâu. À lại phải xem nào. Vâng. Chị cảm giác nó sắp gãy mền rồi mà nó không sướng cái này. Đâu. Sướng rồi đúng không? Không, vẫn cầm khoảng chị ạ. Rồi sâu xuống đấy. Trong cái mền nó kiểu. Tại vì cái vỏ cây này nó không đủ cái chỗ chị ạ. Thế bình thường nó sẽ có một cái đỡ, những cái đỡ ở trên bên này nữa, nhưng mà cái vỏ cây này không có. Nhưng mà may mà cái mền này chắc chắn nên là không lo. Rồi tiếp theo là CPU. Đó lại hai dây 8 pin đúng không? Chị thấy đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 đầu. Nhưng mà nó chỉ có một thôi em ạ. À vâng, thế thì phải xoay cả hai cái sang một hướng. Tại vì đây là một cái G đấy giữ cả hai cái này luôn. Ok, đã có tính tách rồi. Rồi, bây giờ sẽ là cả. À, cái lúc đầu chị còn tưởng cái chỗ này là chỗ lắp RAM chứ. Đây bây giờ chúng ta cũng có lẫy giống như bên RAM đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Cái như này là nó đã bửa ra sẵn rồi thì phải, đúng không em? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bửa bây ra sẵn rồi. Bây mình sẽ ướm vào. Và bắt đầu tôi thấy, bắt đầu thấy cái sự gọi là mắc ở các dây nguồn ở đây rồi đấy. Là thấy cái sự rối rắm của cái dây ở đây. Em ơi. Chị thấy đúng khe chưa? Đúng khe rồi đấy, chỉ cần ấn mạnh thôi. Đấy, một bên rồi. Một bên rồi. Bên còn okay, lại đúng, okay. Đúng chưa?
Chị đã nghe thấy hai tiếng tách rồi. Rồi, dạ vâng, đã hoàn thành. Đây bây giờ sẽ là cái nguồn PCIe để nối ra. Nguồn PCIe đâu chị ạ? PCIe là để kết nối với cảm hình. Với cả màn hình. Vâng. Nguồn PCIe đâu? Cái đầu này mình thấy là nó có. Bình thường là sẽ có đầu như này nhưng mà nó còn có thêm cả một mảng cái này thì cắm vào đâu vậy? Sẽ có tổng cộng. Đây là để cho tùy vào loại cảm hình chị ạ. Đây là 6 pin đúng không? Ừ. Kết hợp hai cái này sẽ vào thành 8 pin. Với cho những chiếc cạc 8 pin. Và những chiếc cạc 8 pin lại còn chiếc cạc 2 đầu 8 pin cơ. À. Nhưng mà em không khuyến cáo là dùng những chiếc cạc 2 đầu 8 pin vào cái này. Vì cái nguồn này rất là yếu. 2 đầu 8 pin thì rất là nặng. Cắm vào thôi. Rồi, dạ vâng. Tất cả những cái kết nối của nó đều có một cái khớp gì đấy. Và mỗi lần lắp xong một cái là nó sẽ có một tiếng chạch lắm. Đó. Để có thể gọi là một tín hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đã lắp chuẩn hay chưa. Rồi, bây giờ nguồn của ổ cứng thì nó sẽ vẫn là một cái. Đây chị thấy chữ gì đây? Vẫn là chữ L đúng không? Đúng rồi, mà nó khá là dài. Rồi, em nghe tiếng sạch quá rồi. Rồi, ok. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong việc lắp tất cả nguồn rồi. Ôi. Tất tần tật. Tất tần tật rồi. Bây giờ chỉ việc còn... Là gì cuối cùng là gì? Design. Design vâng. Và đây mình đã lắp xong chiếc PC 16 triệu dưới sự hướng dẫn của Việt Hoàng và mình cũng cảm thấy là một chiếc PC này nó cũng không quá khó khăn đâu. Thế nên là các bạn hãy xem thành quả của mình sau khi lắp xong thì trông em nó sẽ như thế nào nhá. Hai bạn. Ôi. Ôi, dạ vâng, đã lên rồi. Chị vừa nhìn thấy led đúng không nhỉ? Vâng, chị vừa. À đây, đây. Nó thực sự đã lên rồi. cũng đẹp à mọi người, đúng không? Đẹp. Cũng đẹp, bởi vì là cái phần mặt này cũng là mặt kính nữa nên là trông nó cũng thời trang hơn một chút. Bây giờ thì mình cùng test một vài chữ game đi chị nhỉ? Ok. Để xem mà với tất cả những trang bị của em nó thì em nó có thể chơi được những tựa game như thế nào nhá. Còn tác vụ văn phòng thì các bạn cứ yên tâm, chắc chắn là chơi tốt rồi. Dạ vâng, vậy thì với một cấu hình như thế này chúng ta sẽ đạt được một mức hiệu năng như thế nào? Với những tựa game online thì mình có test đó chính là Liên Minh Huyền Thoại ở mức setting cao nhất đó chính là 156 FPS. Với CSGO ở bước 2 thì là 177 FPS. Dota 2 Best Looking thì mình sẽ đạt được là 147 FPS. Và mình sẽ còn có test những tựa game offline nữa. Trong đó sẽ có Cyberpunk ở mức low, chúng ta chỉ đạt được có 50 FPS mà thôi. Nhưng Assassin's Creed Origin ở mức 2 thì lại đạt được 57 FPS. Và Battlefield 5 ở medium thì chúng ta sẽ đạt được 75 FPS. Ngoài ra thì mình sẽ còn test là hai tựa game giả lập. Trong đó sẽ có PUBG Mobile ở mức setting cao nhất là 60 FPS. Và Free Fire cũng tương tự như vậy, cũng đạt được 60 FPS. Thực sự là những con số cực kỳ ấn tượng với một bộ PC chỉ có 16 triệu mới hoàn toàn vào trong thời điểm này. Để cho anh em biết nhiều hơn thì CPU i3-10105F là một trong những CPU bán chạy nhất tại Hà Cộng nói riêng và cả thị trường Việt Nam nói chung. Đây là một trong những CPU giá rẻ nhưng lại đem hiệu năng rất là ổn. Với 4x8 luồng thì đây là một CPU còn khỏe hơn cả i7-7700K nữa. Nếu mà để sử dụng cho các tác vụ bình thường hoặc là những công việc như là edit video này hoặc là làm ảnh nhẹ này thì i3-10105F của chúng ta vẫn đáp ứng được vô cùng là dễ dàng. Còn với chơi game thì sao? Đây vẫn là một CPU giá rẻ rất là tốt. Có thể cân được tới cả cảm hình Nvidia RTX 3060 cơ. Thế nên là anh em có thể thoải mái sử dụng mà không cần phải lo việc bị nghẽn cổ chai nhé. Và tất nhiên rồi, với mainboard của chúng ta, một mainboard cũng giá rẻ tương tự, Asus Prime H510ME. Đây là một chiếc mainboard được rất nhiều anh em chọn mua đơn giản vì nó giá có rất là rẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tốt nha. Đây là một mainboard đáp ứng được đầy đủ tất cả các tính năng mà một người dùng cơ bản có thể yêu cầu. Một mainboard MATX với hai khe RAM có thể chạy lên tới bus là 3200 lận, tương thích với dòng 11 và cả CPU dòng 10 nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có cả một khe M.2 tốc độ PCIe 3.0 và một khe PCIe 4.0x16. Đằng sau thì chúng ta sẽ còn có 4 cổng USB, trong đó có 2 cổng USB 3.2Gen1 và 2 cổng USB 2.0. Còn nữa, nếu mà anh em thích RGB thì trên chiếc mainboard này cũng có một chân RGB 12V để cho anh em cắm hub hoặc là cắm những chiếc quạt của mình vào. Đây là một mainboard thực sự rất là hợp lý và vô cùng ổn áp với mức giá chỉ là 1.8 triệu và 1.9 triệu. Tất nhiên rồi, nó còn có thể cân được i3 và i5 một cách vô cùng là thoải mái nữa. Rồi, và bộ PC của chúng ta đã được chị Phương test xong rất là kỹ càng.
Đó, bộ quy sim này chỉ có CPU i3 10105F này, mainboard Asus Prime H510E và cảm hình GTX 1650. Đó, đây là của bản tough của Asus. Đó, thế chị cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm với PC này? Đầu tiên là mình cũng cảm thấy là với một chiếc PC 16 triệu nó cũng khá là cơ bản và cũng tương đối dễ cho những người mới bắt đầu hay là con gái như mình. Và thứ hai thì mình thấy là cái độ khỏe của con PC 16 triệu là cũng không đùa đâu, bởi vì mình chơi game mấy tiếng đồng hồ đấy, các bạn thấy màn hình vẫn đang là CSGO, mình đang vẫn đang test thử và mình thấy là chơi game mà nó còn chơi được như thế thì các cái tác vụ văn phòng bình thường đương nhiên là nó sẽ có thể là cân tốt rồi, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thực ra thì để đạt được một cái hiệu mức hiệu năng này mà với mức giá tiền như thế ở trong thời điểm này, thực sự là con CPU i3 và cái mainboard Asus Prime H510M này là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Vì cái mainboard này thực sự rất là rẻ so với... Lúc nãy em nói là giá bao nhiêu nhỉ? Nó chỉ có khoảng tầm 1.8 triệu chị ạ. 1.8 triệu. Một trong những mainboard rẻ nhất hiện tại để cho Intel. Đó. Mà nó vẫn cân được... Nó vẫn cân được mọi thứ ở đây và nó vẫn có đầy đủ những các cổng kết nối USB, VRM vẫn rất là thoải mái, vẫn rất là ổn định. Nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm này, CPU i3-10105F này và mainboard Asus Prime H510E thì cái đường link mình sẽ để ở dưới mô tả. Còn nếu mà anh em có thấy video này hay và hữu ích và muốn chị Phương có thể lắp thêm những bộ PC khác, có thể là lắp một mình này hoặc là lắp những bộ PC đắt tiền hơn, thì anh em hãy bấm like và subscribe nhỉ? Mọi người comment nhé, nếu mà được thì mình sẽ làm. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em.